Ui đây rồi, đây rồi. Ai? Boss Ignis đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Đây là chiến binh lửa thiên. Thả ta đây, con kẹt. Thả ra. Lì hả? Ui chỗ con này lì dữ vậy. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thợ Săn Witherstorm. Và tình hình căng thiệt rồi các bạn à. Witherstorm nó đã theo mình qua thế giới thường và có vẻ là lần này tốc độ đuổi theo nó đã tăng lên nữa. Mình cảm thấy vậy. Nãy giờ chạy quá trời quá đất luôn mà vẫn không bỏ xa nó được ấy. Ấy căng thật rồi. Ê đúng rồi, giờ thì mình phải tranh thủ nâng cấp đồ các bạn ơi. Hiện tại bộ giáp của mình thì nó chưa có bảo vệ một xíu nữa đó. Nên là bây giờ mình đang muốn enchant cho nó thật là nhiều dòng bảo vệ. Để coi coi. Nhưng mà trước tiên mình cần phải có gỗ cái đã. Để mình đi chặt một ít cái cây ha. À, và bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovefruit cũng như là Game Pass á thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop Lộc có đặt dưới phần bình luận của video á. Còn bây giờ thì đốn cái cây này lẹ các bạn ơi. Ok. Được nhiêu gỗ đây? 10 hả? Hơi ít nha. Mình còn nhiều lắm. Mà cái khu này khổ nổi á, mấy cái cây nó xa xa nhau không à. Trời đất ơi. Ê, có làng. What? Chuẩn bị thêm một ngôi làng nữa bị mình báo rồi các bạn ơi. Mà thôi lỡ rồi. Báo được thêm một ngôi làng nữa chắc cũng không sao đâu các bạn. Đằng nào thì từ đầu series tới giờ mình đã báo biết bao nhiêu ngôi làng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy mấy cái da bò ra. Tại vì da bò lúc đầu mình tích trữ khá là nhiều ha. Tiếp theo là cần thêm mía nữa. Đúng rồi. Hồi nãy mình đi hút mấy cái chỗ cây mía mà mình quên thu hoạch mất tiêu. Đây không sao. Giờ mình gom từ từ thêm cũng được các bạn à. Mở ra chế tạo nè, thêm nè. Đó, được 3 giấy. 3 giấy thì mình sẽ làm được ủa? Hình như là có một quyển sách hay sao? Ừ đúng rồi. Tổng cộng là mình sẽ có 26 quyển sách. Và làm được mới có 8 kệ hả? Hơi ít nha. Mình sẽ cần đâu đó cỡ mười mấy kệ các bạn ơi. Và hôm nay thì mình cũng sẽ làm một cái bàn enchant đi. Thì mình mới có thể nâng cấp được đồ của mình. Và mình sẽ làm một cái bàn enchant xịn luôn nha. Cho nó uy tín. Cái này thì nó sẽ cần có một bàn enchant cơ bản trước. Sẽ cần hát hát diệm thạch khóc hả ta? Quầy căng á, hát diệm thạch khóc giờ phải đi tìm nữa. Chúng ta không có nhiều thời gian các bạn ơi. Phải tranh thủ đó. Mình sẽ thử ghé làng coi coi làng có kiểu như là dư một ít cái kệ sách nào hay không. Mình xin bớt á các bạn. Chứ giờ mình khó khăn quá. Mà nhìn sơ qua cái làng này thì có vẻ là không có kệ sách rồi. Không có nhà bác thủ thư ấy. Căng nha. Ui chắc bỏ làng đi các bạn. Hình như dân làng cũng di tản hết trơn rồi. Mình không thấy mấy dân làng nữa trơn á. Chắc vậy quá, mấy bác này còn tranh thủ hơn mình á. Mình cũng phải tranh thủ thôi. Không biết trong kho báu này có gì đây. Ui có sách nữa. Ngon. Một giấy và một cái bản đồ kho báu các bạn ơi. Mặc dù bây giờ gấp thiệt nhưng mà tìm kho báu lớn ngớ mình lại có thêm kim cương á. Tiết kiệm thời gian mình cày thêm kim cương chứ không gì hết. Tại vì mình cũng không còn nhiều kim cương lắm. Ủa đâu 9 viên hả ta? 9 viên mà. Ủa làm cái này hình như nó đâu cần kim cương đâu. Ừ ha. Ủa vậy thì mình chế tạo luôn đi các bạn ơi. Hát diệm thạch mình có sẵn rồi nè. Mình sẽ đặt theo công thức này trước. Sau đó là một quyển sách ở trên. Thêm hai quặng charoite nữa. Đó là mình sẽ được cái bàn enchant cơ bản. Từ cái bàn enchant cơ bản thì mình sẽ nâng cấp nó lên. Nhưng mà mình còn đang thiếu hát diệm thạch khóc nè. Nãy giờ thì mình chưa tìm được cái cánh cổng tàn tích địa ngục nữa hết á. Thế mới khó chứ. Ui da, căng rồi. Nó sắp tới rồi các bạn, thôi chắc đi tiếp đi. Vừa chạy nữa mà vừa tìm luôn ha. Nếu mà tìm ở đây nó khó quá các bạn à, thì chúng ta chỉ còn nước là qua địa ngục tìm thôi. Tại vì bên địa ngục á, chúng ta có thể tìm thấy những cái hát diệm thạch khóc đó trong những cái bastion ấy. Mình nghĩ đó cũng là một cách á. Với cả là qua bển mình cũng có thể lẩn trốn con Witherstorm này để tìm kiếm thêm một vài cái thứ chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ủa cái hộp quẹt đâu ta? Từ từ để mình kiếm cái hộp quẹt của mình cái đã. Như mình dục mất tiêu cái hộp quẹt rồi các bạn ơi. Nope. Không ổn rồi. Phải làm cái hộp quẹt mới lẻ thôi. Ui da. Ui. Chế tạo cũng không yên với tụi nó nữa. Và bây giờ nó đánh mình đó các bạn. Bộ giáp của mình sẽ phát ra lửa để phản đam á. Nói chung thì bộ giáp mình cũng khá là ngon rồi đó. Giờ thì mình đã có thể bước qua địa ngục rồi. Lẹ 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 lẹ. Nó chưa đuổi tới đây. Mong là xuất hiện gần cái bastion luôn thì ngon.
Không gần bách sành lắm. Nhưng mà không sao, chỗ này cũng khá là an toàn các bạn. Mình sẽ thử tìm xung quanh đây coi coi có gặp được cái bách sành hay không ha. Ê, ui ui, trước mặt mình luôn các bạn ơi. Wow, công nhận có cái set giáp này á, mình qua Nether bá đạo thiệt nhờ. Mình có thể đi trên những cái hồ nhung nhau như vậy và tìm bách sành rất là dễ ha. Ngon. Và hy vọng là trong đó sẽ cho mình hai cục hắc diệm thạch khóc. Ủa đúng không ta? 3 cục chứ. Không, 6 cục. Ờ, tại mình nâng cấp tới 2 lần lận nên là cần tới 6 cục hắc diệm thạch khóc lận các bạn ơi. Mong là như vậy. Nhưng mà trước đó thì để mình lấy vàng cái đã. Tại nãy mình thấy một đống vàng nó trưng bày lộ thiên luôn. Nó đâu đó phía bên góc này nè các bạn. Ê ê, cẩn thận. Chỗ này hơi nguy hiểm. Rồi, bay lên. Đó, đó, đó. Mấy cái vàng này một xíu mình sẽ sử dụng nó trong việc làm một thứ rất là hay ho nha. Ok, để đó đi. Giờ thì đi xuống dưới và tìm kiếm những cái hát diệm tạch khóc thôi. Coi coi. Chắc là phải leo lên trên đấy các bạn à. Chỗ cái rương đôi ấy. Ừ, coi chừng, coi chừng. Mấy con Bitlin thông bạo này. Nó nguy hiểm lắm đó. Ồ, đây, đây, đây. Cái rương đầu tiên. Trong cái bách sành này à, không có hát diệm tạch khóc rồi các bạn ơi. No. Ở cái rương thứ hai thì sao? Vẫn vậy, ở kìa. Trời đất ơi. Ủa? Ở đây có cái rương. Ủa, thường thường ở đây sẽ có hai cái hàng rương. Ở đây, đây nè. Một cái rương nó bị giấu bên đây các bạn. Và đây rồi. Cuối cùng cũng có được hát diệm thạch khóc nhưng mà có hai cục à. Ủa sao ít vậy ta? Bên này thì... Ồ, bên này thì có vàng với cả là những cái fairy blood các bạn ơi. Được ấy chứ, lấy luôn. Ồ, vậy là chắc phải tìm thêm bách sành rồi. Chứ một cái bách sành là không đủ số hắc diệm thạch để chúng ta. Vậy chắc là phải tìm thêm một cái bách sành nữa rồi. Chứ cái bách sành này không đủ để chúng ta nâng cấp hai cái bàn enchant rồi ha. Cách đây không xa, cũng có... Ê, ê, ê. Cũng có một cái bách sành khác các bạn ơi. Và cái này có vẻ là to hơn cái kia nè. Với lại là thoáng đãng hơn nữa. Dễ dàng cho chúng ta khám phá rồi nha. Mình thích những cái giống như vậy. Rồi, giờ thì mình sẽ đi tìm mấy cái rương ở trên cao trước đi. Đây, 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 thấy luôn nè. Ôi ơi, nhảy hơi quá chớ. À, lên đây là đẹp. Đuổi tên này đi xuống dưới. Rồi. Ê, tên kia sợ chạy đâu vậy? Đi xuống dưới luôn đi. Tên nào chống cự nữa? Cho bụng bự luôn. À, tên này à. Chống cự, chống cự. Cho bụng bự luôn nè. Ok. Và... Ok, nó không cho hát diệm thạch khóc mà nó cho táo vàng enchant. Come on man. Su cái nè vậy. Rương này cũng không luôn. Rồi. Chất quốc rồi. Có vẻ là cái việc tìm hát diệm thạch khóc á, nó khó khăn hơn mình nghĩ rất là nhiều các bạn à. Kể cả cái rương thấp tịt như này cũng không có luôn. Oh no. Oh. Nhưng mà một tia sáng mới đã lé là... Ồ, oh, nhưng mà một tia sáng mới đã mở ra cho mình rồi các bạn ơi. Ở đây, có một cái pháo đài địa ngục. Ê, đừng cùng á. Mình đục tường đi vô luôn. Ê, không đi đường đó được thì thôi, đi đường này vậy. Làm gì cần. Chỗ này bình thường sẽ là nơi đánh boss nhưng mà hôm nay mình không có nhã hứng đánh boss đâu. Mà mình chủ yếu là đi xuống dưới. Vì theo như những lần mình khám phá công trình này á, ở phía dưới sẽ có hắc diệm thạch khóc các bạn ơi. Ờ, nó được đặt lộ thiên luôn. Nên là mình có thể xuống dưới và đi tìm những chỗ đó để chúng ta khai thác ha. Nè nè nè, mới xuống gặp luôn nè. Đây rồi, let's go. Để coi coi. Được bao nhiêu đây? Được 3 cột, quá đẹp. Rồi, chế tạo trước một cái bàn enchant đi. Đây, bàn enchant nâng cấp. Nhưng mà mình vẫn sẽ nâng nó lên thêm một bậc nữa. Cho nó thêm một ít ở đây. Ủa cái gì đây? Sao mình bị dính hiệu ứng Wither Signet này hoài với ta? Trời đất ơi. À mình còn thiếu Netherite ta. Vậy để mình chế tạo Netherite thêm đi. Công thức của nó là như vậy. Ok. Được hai foil đúng không? Mình sẽ đặt ở hai bên nè. Sách thì mình sẽ đặt ở phía trên. Hắc diệm thạch mình sẽ đặt ở hai bên giống như vậy nữa. Mình còn thiếu một cục hắc diệm thạch khóc nữa các bạn ơi. Ráng đi tìm coi. Ồ đây đây đây, có luôn. Một cục duy nhất luôn ạ. À. Trời đất. Ảo thật đấy. Rồi đủ chi tiêu. Trong thùng ở đây thì cũng có thêm một ít cái đồ lặt vặt khác nè.
Thêm hắc diệm thạch khóc luôn, nhưng mà giờ mình hết cần rồi. Ừ. Phải có thêm mấy cái táo vàng enchant nữa thì ngon. Nhưng mà không sao, xíu mình sẽ có cách để chúng ta có táo vàng enchant ha. Còn bây giờ thì để mình chế tạo cái bàn enchant cấp độ cao nhất các bạn à. Ok. Và với cái bàn enchant này thì mình sẽ cần thêm rất là nhiều kệ sách để mình tăng sức mạnh cho nó. Thế nên là có thể là chúng ta sẽ trở lại thế giới thường và cày thêm sách đó các bạn. Úi. Không, không cần về đâu. Ừ hả, mình quên vụ mình có mía mà ta. Mía mình có nè. Da bò mình cũng có luôn. Đấy. Ủa. À không, không, mình làm lộn công thức vậy mới đúng. Mình được 20 quyển sách nữa. À, vậy thì mình sẽ làm được bao nhiêu kệ đây? Thêm được 6 kệ, tổng cộng là 14 kệ sách rồi. Wow, đây là một số lượng tương đối nhiều rồi đó. Mình sẽ thử làm cái bàn enchant dưới này luôn ha. Để mình có nhiều thời gian enchant hơn. Rồi, vẫn đặt kệ sách ở xung quanh ha. Quá đã luôn á chứ. Đặt thêm 2 kệ đây nữa. Rồi, thử cho đồ vô coi. À, mình sẽ enchant cái gì trước ta? Mình sẽ ưu tiên sách giáp với các bạn, để mình trâu nhất có thể. Đây. À, mình sẽ cho nó full bảo vệ luôn ha. Đó, rất là easy luôn. Giáp thì mình chỉ cần bảo vệ thôi các bạn à. Full bảo vệ 4 hết. À. Cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi. Dạ, yeah. Giảm sát thương khi rơi hả ta? Coi mình còn nhiều kinh nghiệm không? 28 cấp. Mình sẽ cho nó thêm một ít giảm sát thương khi rơi nữa. Rồi, phần còn lại mình sẽ đầu tư vô cây cúp, cho nó có gia tài cấp độ 3 các bạn à. Ủa, chưa, từ từ. Mình coi số lượng vàng mình còn nhiều không? Vàng mình còn ở mức là tương đối nhiều đó. Được bao nhiêu? 4. Ok, vừa đủ luôn các bạn. Và số vàng này sẽ làm được 4 trái táo vàng enchant nha. Kết hợp với một trái mình lượm nữa là 5 trái rồi. Vậy là thôi, khỏi đầu tư thêm vàng đi. Mình sẽ đầu tư vô kiếm. Kiếm của mình sẽ ưu tiên cho nó đánh nhanh nè. Đây, đánh nhanh cấp độ mấy đây? Cấp độ 10 luôn được không? Maximum luôn á. Wow. Không có thời gian chờ luôn cơ. Uầy, cái kiếm của mình bây giờ đánh siêu nhanh luôn các bạn ơi. Mình có thể đánh liên tục gì được luôn nè. Đã. Sắc bén cấp độ 5. À, có hút máu nữa. Life steal. Như vậy nó sẽ giúp mình hồi phục rất tốt luôn. Còn gì nữa không? Nhạc hả? Một ít nhạc. Với cả là đánh lan đi. Ok. Rồi. Cơ bản thì cây kiếm của mình bây giờ nó đã gần như là mạnh tối đa luôn rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà mình đang cần enchant thêm cây cung nữa. Tại cây cung của mình chưa có vô hạn á. Mình sẽ đi cày kinh nghiệm một xíu ha. Sẵn tiện test cây kiếm luôn. Đâu rồi, mấy anh xương đen lại đây. Một mình tôi chấp hết. Test dậm lại steel các bạn. Coi coi nó có giúp mình hồi phục máu dữ dằn hay không. Vô. Quýnh tôi đi. Ôi, anh sợ mình cái gì ta? Đúng rồi, quýnh tôi đi. Ôi trời, giờ mình trâu lắm các bạn. Anh xương đen đánh mình không mất máu nữa luôn á. Let's go. Quá đã luôn. Ôi nhưng mà dòng light steel mình thấy nó sao sao ta. Ờ. Có đó sai sai hay là tại mình bị dính hiệu ứng của con Wither nhờ. Mình không thấy là nó hồi phục máu cho mình. Ây vui. Căng à. Chọc chó là bình thường các bạn. Bây giờ thời buổi đời mới là mình toàn là chọc heo thôi. Ok, vụ mấy heo lại. Rồi, mình đánh thử coi. Các bạn coi mình nè. Mình cầm kiếm command lock á, mình sẽ spam liên tục được luôn á. Ê, bá đạo nha. Và có vẻ là sau khi enchant full bảo vệ các bạn, thì cái set giáp của mình á, nó cực kỳ bá đạo luôn. Mấy anh này là đánh mình không si nhê ha. Hy vọng là đệ tử của con Wither Storm cũng vậy. Rồi, enchant nốt cây cung là chúng ta lên đường tiếp được rồi đó, đó các bạn. Mình sẽ cho nó vô hạn nè. Và sức mạnh cấp độ 5 luôn đi. Maximum ha. Cúp thì mình có thể cho nó thêm hiệu suất và gia tài chẳng hạn. Đó. Rồi. Chỗ này thì chúng ta có thể thu gom lại được rồi đó. Chứ sao mà bỏ được các bạn. Tốn biết bao nhiêu công sức của mình mà. Ui, mà phải tranh thủ về nhà uống thuốc các bạn ơi. Ủa, uống sữa các bạn à. Chứ không thôi là đi bán muối thì cái Wither Signet này nó đang ngày càng làm mình yếu đi ấy. Nó tới đâu rồi ta? Ui, nó sắp tới nữa rồi. Ôi mày chuối, có bò kế bên luôn. Đẹp. Mình sẽ bắt đầu múc sữa bò ha. Ok, uống vô thử coi. Ui da, nó không giải được các bạn ơi. Là phải đợi rồi. Ai xa.
hơi bị căng đấy, nhưng mà mình cũng sẽ múc sẵn một xô, biết đâu mình xui rủi gặp hiệu ứng xấu thì sao. Và ở đây có Enderman, mình cũng sẽ săn Enderman luôn, kiếm thêm ngọc Ender để phòng trừ tình huống cấp bách các bạn. Và coi tốc độ đánh của mình bây giờ đánh siêu nhanh luôn các bạn ạ. Đánh thích thật sự. Một xíu là mình phải có trận chiến sống mái với cả Wither Storm mới được á. Chờ đợi thôi. Nhưng mà trong lúc chờ đợi thì để mình làm cho nó 2 ngọc nữa là 10 ngọc rồi. Dạ. Yeah. Một xíu là mình sẽ có tới 10 lượt. Kiểu như tẩu thoát khỏi con Wither Storm á. Ủa nhưng mà sao nó lâu tiến gần lại đây ta? Bình thường là nó lại đây nhanh lắm. Hướng đó là hướng biển, mình ra ngoài thì bất lợi lắm các bạn ạ. Chắc phải ở đây đợi nó tiếp rồi. Âm thanh nó đang tiến lại gần các bạn ạ. Khoảng cách bây giờ chắc chỉ còn vài trăm block nữa thôi. Ok, mình sẽ không chạy nữa đâu. Mình đã chạy trốn nó từ đầu tới giờ rồi. Và đây chính là lúc để chúng ta đứng tại đây để nghênh chiến với nó các bạn ạ. Như một chiến binh thật sự á. Và các bạn có tin rằng mình đánh bại được con Wither Storm trong ngày hôm nay không? Hãy cho mình biết cái suy nghĩ của các bạn ở dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì chuẩn bị nghênh chiến với nó thôi các bạn ơi. À, và để mình làm cái gì ta, cái gì mà triệu hồi đệ của con Wither Storm này nha. Hôm bữa mình mới chế tạo. À, cái này. Cái sickly gì nè. Ok, nó tới các bạn ơi. Bầu trời đã dần tím rịm đi rồi. Chuẩn bị, nó lại gần xíu. Ê, nó hút mình vô. What the hell man. Chưa gì mà nó hút mình rồi. Hình như bên này hút. Không sao, bây giờ mình khắc chế dễ lắm các bạn. Mình chỉ cần bắn thôi, nó đau cái là nó thả mình xuống à. Để mình còn triệu hồi đàn em của nó nữa. Cái nào, hình như cái này. Nhắm chuẩn. Rồi, nó chưa buông đúng không? Chưa buông thì mình đánh cho nó buông. Rồi, bơi vô trong đất liền. Sau đó mình sẽ giục cái này ra để cho nó triệu hồi đàn em ha. Ủa, nó hút chưa? Nó phải hút cái này cơ, nó hút cái này thì mới triệu hồi đàn em được. What? Hút đi. Hút đi. Ok, nó không hút kìa. Trời đất ơi. Nó còn tấn công mình nữa. Ây da. Đâu rồi, có mất không vậy? Kìa, nó nằm cục mình mà nó không hút ta. Vô lý vậy. Mình thử bắn lên coi. Mình đã bắn cái cục đó lên trời rồi các bạn. Để xem. Triệu hồi đàn em lẻ thì mình mới kiểu như đánh bại đàn em và tạo cái lỗ trên cái đầu của nó được. Nếu mà không chủ động triệu hồi được thì chắc là mình phải phải đợi tiếp rồi đó các bạn. Lấy canon ra nã vô đầu nó. Này thì Wither Storm. Ôi, hụt hả? What the heck? Bắn vô mỏ nó nè. Ê, nó buông chưa? Ok, nó buông rồi. Nữa. Nó buông thì cái đầu khác của nó lại bắt đầu hút mình nè. À không, ý mình nói là cái đầu này nè, chứ không phải là cái đầu gì đâu. Ồ, đây rồi. Sau một lúc thử thì cuối cùng đàn em của Wither Storm cũng sắp xuất hiện rồi các bạn. Chưa. Rồi, ok. Hắn xuất hiện luôn. Đúng lúc vậy. Chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng rồi các bạn. Ê, mới vô là hắn đã chơi TNT rồi. Trời ơi, cái tên này vẫn lầy lội nha. À, xa. Nhưng mà bây giờ thì mình đã trâu hơn rồi các bạn. Mình không sợ hắn nữa đâu. Chúng ta vẫn áp dụng cách cũ ha. Chậm mà chắc, đánh bại hắn trước rồi sau đó mới tìm cách đi vô bên trong con Wither Storm. Ui da. Ê, hình như hắn sắp lội đi miếu các bạn ơi. Gìn hắn. Giờ mình giống như là ăn trộm vậy. Cứ gìn hắn lội đi miếu cái là mình lụm hắn liền. Ui, sắp rồi đó. Đúng không? Ui. Trời ơi, hắn đánh đấm một phát ra nguyên trái TNT các bạn ạ. Cái tên này bắn bựa thiệt chứ. Rồi, liệm miếu đây. Nã vô. Ủa, chưa kịp đánh mà, sao nó. Ui da. Let's go. Đánh từ dưới này. Ủa, đánh từ trên mà lọt xuống dưới này luôn mới hạ được nó các bạn ạ. Bây giờ mình phải tranh thủ đi lên để chúng ta còn chui vô con Wither Storm nữa. Ok. Phần đầu của nó đã có cái lỗ rồi kìa các bạn.
Cố lên, cố lên. Chúng ta không có nhiều cơ hội để sửa sai đâu. Trận chiến này chỉ có duy nhất một kẻ thắng thôi. Mình hoặc là con Wither Storm này. Bây giờ chúng ta sẽ đợi cho nó hút mình vô. Sao nó không hút mình ta? Hay là mình thử phóng cái ngọc á? Tại lần trước mình phóng ở khoảng này không có tới các bạn ơi. Nó kiểu bị xa quá. Đó, nó không tới nổi. Chắc là phải lấy block để chúng ta trèo lên rồi đó. Ok. Sát bên rồi. Đi vô thôi các bạn. Let's go. Ấy. Rồi, thành công, thành công. Chỗ mình xuất hiện lần này. Có vẻ là một khu vực mới sao á. Spawner vẫn còn các bạn ơi. Bây giờ trong kia còn có cái chỗ gì giống như chỗ của Qua Đành vậy? Có mấy cái miếng này nè. Hình như đây là một cái thành phố cổ xưa thì phải. Ui, còn có mấy cái mảnh giấy này nữa. Lượm luôn các bạn. Nếu có gì mình làm thêm dụng cụ bằng command lock ha. Vậy tiếp theo của mình bây giờ là tìm cái chỗ mà có cái khối command lock á, để mình đánh vô thử bằng cây kiếm coi. Coi nó có chịu hay không. Tại lần trước thì mình kiểu như muốn thử sức mạnh của kiếm á, nên là mình ưu tiên làm kiếm. Không biết là có được. Bên này còn có kim tự tháp nữa. Ngon. Ở dưới vẫn còn rương luôn nha. Để mình làm liều xuống dưới thử các bạn. Ok, đi xuống. Có mảnh giấy. Ngon. Có táo vàng. Hết rồi. Thêm một cái rương ở khúc này nữa nè. What the hell. Ê, mình nghe tiếng bom nổ. Ê, lấy ngọc Ender. Ui da. Trời. Nguy hiểm thế. Hướng này toàn là bom không à. Ê, cái bom này mình đụng vô là nó phát nổ các bạn à. Chắc là để mở đường hay sao á. Nữa nè. Thôi không đụng nữa đâu. Thôi đụng cái kia cũng được. Rồi cho nó mở đường đi. Mình đi qua bên kia cho nó dễ. Nãy giờ mình vẫn chưa tìm được chỗ trung tâm nữa. Nơi mà khối command lock đang nằm ở đó. Ôi. Hướng này chắc. Ê, mình chưa mặc full set giáp. Mà kệ làm sao, ba cua cũng được. Qua đây thử coi. Ủa đây là hướng hồi nãy mà. What? Mình mới đi được một vòng luôn á. Đây rồi. Hình như chỗ trung tâm đây rồi các bạn ơi. Hướng nào đây? Ở đây chắc. Chuẩn. Mình đã tới trung tâm rồi. Ở ngay chính giữa là khối command lock kìa. Mình sẽ thử qua bên đó để chúng ta đập thử ha. Phóng cái rìu qua thử coi. Dạ, cái rìu không có tác dụng. Ủa, cái này ba cua không cẩn thận là lọt dưới liền á. Ê, con nhỏ này, đi chỗ khác. Định làm gì đó. Ok, tạo một lối đi an toàn. Ê rồi, mình đánh được khối command lock rồi các bạn. Let's go. Một phần tư cây máu của command lock rồi đó. Ai, nhưng mà trong đây nhiều quái quá. Khi mà mình đánh một phát là nó triệu hồi rất là nhiều quái để bảo vệ luôn. Khối command lock này. Đây thế. Bây giờ mình chỉ còn nước liều thôi các bạn. Phóng ngọc Ender áp sát và chúng ta sẽ lên trên đó đánh một cái nữa. Ok. Mình đã đánh được hai cái và kéo được nửa cây máu rồi các bạn ơi. Ui. Nhưng mà đồng thời khối command lock đã bay cao lên để tránh né cái sự phóng ngọc Ender của mình rồi. Ui. Trời ơi, nó còn triệu hồi đàn em của nó trong này nữa. What the hell. Anh thằng á. Cắn rồi. Ui, nhưng mà đàn em của nó trong này khá là dễ hạ các bạn à. Mình xài kiếm command lock đánh hai cái là muốn hạ được rồi. Vậy thì được. Tưởng đâu khó sơi giống như ở phía dưới mặt đất thì hơi khoai thật đấy. Đây, nó lộ điểm yếu nữa rồi. Một phát kích liễu. Yeah, đàn em của nó đã bị hạ. Bây giờ mình sẽ phóng cái ngọc Ender lên. Ui, mình phóng hút rồi. Thiệt tình. Ui, mình nghe một cái âm thanh vậy đó. Ôi, bây giờ nó triệu hồi đàn em ở phía trên để bảo vệ luôn rồi. Mày đất ơi. Khắc nghiệt vậy. Ui. Nhưng mà hắn đã dịch chuyển qua đây. Vậy là mình có cơ hội để đập khối command lock rồi đó. Phóng lên lại. Ok. Mình đã đánh thêm được một cái rồi các bạn ơi.
Let's go. Mình nghĩ là thêm một lần đánh nữa thôi là chúng ta có thể phá hủy được khối command lock rồi. Ủa cái gì vậy? What? Ui, con Wither Storm nó đã hướng mặt vô đây để nó tiêu diệt mình kìa. Dạ, nó triệu hồi nhiều để quá. What? Thả tao ra. Ui, nó đã tức giận vì mình liên tục đập khối command lock rồi các bạn. Còn một lần nữa thôi. Cố lên, chúng ta có thể làm được. Mình nghĩ là tới nước này phải ăn một trái táo đó, vì lượng quái nó đã đông hơn lúc nãy rất là nhiều rồi. Rồi thêm cái con Wither Storm nó hướng vô đây nữa chứ. Ăn đại bác đi. Con Wither Storm hả? Ok. Trời, nó đặt cái spawner vô khu vực này luôn. Cẩn thận. Phải đập spawner đó. Ok. Phải tìm một cái góc nào đó để chúng ta bay lên thôi các bạn ơi. À. Mình cần hồi máu lại. Dòng Lightsteel bắt đầu phát huy công dụng rồi đó. Đây là thời khắc quyết định mình có phá hủy được command lock hay không đấy. Chúng ta không được thất bại lần này. Cố lên các bạn ơi. Ê, có spawner. Hợp lẽ. Ok. Mình nghĩ là chúng ta phải làm liều rồi đó. Thở lại. Nhảy lên một cái. Ui. Ui, nó hút mình. Ủa, nó đâu rồi? À, nó che đậy cái command lock rồi. Ui, chắc là phải hạ đàn em nó trước các bạn ơi, để mở hát chìm thạch ra mới được. Ê, nó mở được kìa. Ủa, cơ hội lý tưởng. Ê, không biết có kịp hay không nữa. Ui, ôi, nó khôn ghê. Lúc mà nó hút mình á là nó sẽ che cái command lock lại. À, hiểu nha, hiểu cơ chế rồi. Ui, nó lộ đi miếu. À, được tên đàn em là mình sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều đó các bạn. Trời ơi, mấy cái con giám hộ đâu chui vô trong đây nữa vậy. Bảo đảm là cái con Wither Storm này nó ăn tạp luôn á thì mới có những con giám hộ trong này chứ. Ây da. Ừ, đúng rồi. Đi kéo qua đây luôn. Ui da, nó quật các bạn ơi. À, thì ra những cái xúc tua kia còn có nhiệm vụ là quật mình, không cho mình áp sát. Quay. Phát hiện mới. Yes. Xong thằng đệ rồi. Giờ thì tới cục command lock kia. Ok, kiếm cái góc nào đó mình bay lên cái đã. Ê, coi chừng. Chuẩn bị ngọc sẵn các bạn ơi. Nó chuẩn bị triệu hồi thêm một cái tên đàn em mới đó. Ây da. Thiệt luôn. Ôi, command lock này nó triệu hồi ghê quá hả. Triệu hồi liên tục luôn á, không có cái khoảng nghỉ luôn các bạn ơi. Ui, nó che nè, các bạn thấy nó che không? À, nó che cứng quá, không có làm gì được hết. Thiệt luôn á. Hôm nay mình mà không nâng cấp bộ giáp cho nó xịn nhất có thể thì chắc là mình khó mà sống trong này á các bạn ạ. Thiệt sự luôn. Nữa rồi, nó lại hút mình lên nữa. Bắn vô mỏ người nè, hút cái gì. Bắn một cái nữa, quýnh cho gãy răng luôn. Này thì hút. Ê, đi miếu. Lượm cục kẹo con này trước. Rồi, tranh thủ trèo lên các bạn ơi. Ok, mình mới trèo lên mà. Ấy. Ui, đây. Cơ hội, mình phải chắc chiêu các bạn ơi. Ui, à, còn thiếu một chấm máu à. Trời đất. Ây. Chứ càng ở lâu trong này á, mình sẽ bị bào mòn máu dần đi á. Đó là điều không hề hay ho một xíu nào đâu các bạn. Tỷ lệ sống sót của mình sẽ bị giảm đi đáng kể đấy. Đây rồi. Ok. Tốc độ nào. Đây rồi. Ê, nó che lại kìa. Rồi, trèo lên lẹ. Mặc kệ mấy con kia. Nhiệm vụ của mình bây giờ là trèo lên các bạn ạ. Ủa, kỵ ta nãy giờ. Chẳng lẽ nó cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài sao ta? Đúng không? Ê, nó mở nè. Yes. Đây rồi. Let's go. Cuối cùng ngày tàn của con Wither Storm cũng đã tới rồi các bạn ạ. Oh my gosh. Nó đã tan biến. Oh. Nó lại rơi thêm cho mình một cái ngôi sao. Ok. Còn gì nữa không? À,
Kèm theo là một cái con bạch tuộc khổng lồ nhưng mà đen thui thù lùi á. Con này chắc không có xào nướng gì được rồi các bạn ạ. Và coi kìa tàn tích của nó sau khi mà nó xuất hiện tại cái nơi này nè các bạn. Đây chỉ còn là một đống đổ nát thật sự luôn á. Và cái trận chiến vừa rồi nó cũng đã ngốn cho của mình rất là nhiều thời gian thì chúng ta mới đánh bại được nó. Giờ thì mình sẽ thử áp sát lại coi coi chỗ đó còn cục cơm anh lóc không á. Đừng nói còn nữa là mình xỉu ngang luôn á, thiệt. Quá trời những cái bụi này luôn nè các bạn. Trời ơi, mình chưa ăn được một trái táo vàng Encha nữa hết á. Wow, công nhận là cái set giáp này á, sau khi nâng cấp full bảo vệ kèm theo đó là dòng lifesteal từ thanh kiếm nữa thì thật sự đã giúp mình chiến đấu rất là bền bỉ luôn các bạn ơi. Xem thử còn sót gì trong này không. Hình như là không còn sót gì các bạn ơi. Cục cơm anh lóc cũng mất tiêu hay sao rồi. Thiệt nè. Chưa. À không, mình mới là người chữa các bạn. Tính ra nếu mà từ tập 1 á, mình không triệu hồi nó là đâu có cái kịch bản như ngày hôm nay đâu. Trời đất ơi, ròng rã mười mấy ngày để chúng ta chỉ chạy trốn con này và tìm cách trở nên mạnh hơn để đánh bại cái mối hiểm họa cực kỳ nguy hiểm này ha. Và nói chung thì sau lần này mình đã rút ra một bài học, đó chính là đừng bao giờ khinh thường những con quy đờ các bạn ạ. Trời ơi, triệu hồi nó ngay từ tập 1. Nhưng mà phải công nhận là sau cái hành trình này mình mới biết được sức mạnh của Common Lock là kinh khủng tới mức nào ha. Nhìn cảnh tượng xung quanh kìa. Mình không dám tưởng tượng nếu như mà cái con này nó xuất hiện trong những cái map sinh tồn không có những trang bị thần thánh giống như vậy thì không biết làm sao chúng ta có thể đánh bại được nó luôn á. Rồi, và nói chung thì cuộc hành trình này chắc chúng ta cũng đã trải qua được rất là nhiều ngày ăn hành các bạn ạ. Và có vẻ đây là hành trình mà mình ăn hành nhiều nhất từ trước tới giờ luôn á. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ có những hành trình nó thơm mùi hành hơn cái cuộc hành trình này nữa ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã dõi theo suốt hành trình ăn hành của mình. Và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Lovefruit cũng như là Game Pass thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Còn bây giờ thì chắc chúng ta phải nói lời tạm biệt với cái cuộc hành trình đi săn Wither Storm này rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.